Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2015-2020. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tính đến tháng 8 năm nay, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng, chiếm 99,56% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng 90.491 tỷ đồng so với năm 2014. Tổng doanh số cho vay theo phương thức ủy thác đạt 334.061 tỷ đồng, chiếm gần 99% tổng doanh số cho vay của ngân hàng này. Tại tỉnh Hưng Yên, tổng dư nợ ủy thác là trên 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng trên 963 tỷ đồng. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục củng cố các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt hơn nữa chương trình.